Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ARK Gaming Online, mình là Vinh. Nay thì khỏe mình không tốt cho nên livestream mình quay video này thôi. Đau đầu khá là đau đầu luôn. Một phần là do thiếu hoặc là biết rồi. Rồi thì mình hiểu luôn là đó là cứ khi mà mình chơi ARK trở lại đây có rất là nhiều bạn cứ ngồi PC cái Rimal cầu quá thì bây giờ làm luôn đây là biến chơi hot lắm, tại chơi hot chơi có mình là chơi tại gì á nam á nam mật á thì chơi được với mình, nhưng mà hot lên á ở cái hot này lên thì ở bên Nhật á thì lại không chơi hot này được, có thể chơi online qua các server chứ qua server hot này thì không được. Có nam chủ tịch thì chơi được, nhưng mà chủ tịch thì vô này mình nghĩ là no hope rồi, kể cả chơi PvE chơi còn không được này, đánh PvP. Rồi để đánh với NPC thì mình sẽ tạo một server ít mực. Cái con chó này sao mà tới giờ cái tao quay game cái mày làm quậy quậy ở đây mày. Rồi thì để chơi với NPC mình chỉnh server tạm thời là X10 nha. Chơi. Giờ tới giờ mày hú rồi. Không tin được. Đó thì mình chỉnh difficult là 1, tức là thú max level là 150. Đó thì kinh nghiệm là X10, tâm min X10, rồi hạch X10 thì có giảm đỡ tốn nước hơn nè. Cái hao nước mình là 0.8, chuẩn là 1.0 mình giảm xuống còn 0.8, food mình cũng 0.8 để cho mình dễ sinh tồn bởi vì mình chơi có một mình. Stamina cũng còn 0.8 thì thật ra thì chỉnh vậy thì tụi NPC nó cũng vậy thôi, nó cũng được y như mình vậy. Còn mật độ thú là mình chỉnh lên 2.0. Rồi cái này là do cái độ mà rộng của cái người mà chơi cùng với mình được đi trong khoảng cách này, nhưng mà khi mình không chơi với ai thì chỉnh lên vậy cũng như không, hay mình cho show map luôn, chỉnh lên cái cho chỉnh show map rồi y chang vậy, maximum level. Cái đến là bên đây chưa có chỉnh gì hết. Như bên này mình không có chỉnh gì hết, chỉ có là tăng cái loot này lên á, đồ ngon kia loot lên 5 5 là mát rồi. Còn cái này được đồ như là cá rồi, vậy đi. Tăng cái ngon lên chơi có mình mà. Ít ra đi nhặt loot cũng ngon hơn. Còn gì nữa không? Thôi được rồi, vậy là được rồi. Cũng không có gì ấy. Rồi mod thì mình sẽ chơi là mod Raymond NBC như các bạn yêu cầu. Rồi đây là S cộng, đây là HG tách, là một tách là được 1.000 đơn vị. Rồi ok bây giờ mình bắt đầu ha. Thì mình sẽ chơi map này, nãy mình vô có test rồi. Chơi map này thì map này mặc dù là cái map Vaguero này á, nó được thông báo là lỗi về cái số lượng NBC ra rất là kinh dị. Thì nếu mà vô mình vô mà không biết đánh lại được nó không nữa. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha, lay. Sau này có thể mình chơi bên Aberration, thì chơi một kiểu như chơi với tụi NPC, mình nghĩ chơi bên AB nó cân bằng hơn. Chứ là chơi với NPC mà chơi bên mấy cái map mà có thú bay thì ngay kiểu bất công như đó. Nãy mình có test rồi, được biết là cái con này vô sẽ chạy đi làm việc vậy thôi, mình chỉ biết là như đó thôi. Ban đầu mình đừng có đánh nó là được rồi, đừng có gây thù chuốc oán với người ta thì người ta sẽ không kéo đến đánh đến đánh mình. Có cái như vậy mình ban đầu mình bắt thú từ từ chuẩn bị mình đánh nó. Rồi cứ cơ bản là như vậy đi. Và tụi NPC nó khá là đông trong một tribe, mình chỉ có một mình, không biết như vậy là mình có chấp nó không chứ. Rồi mình đã chỉ cho anh em bí kíp tạo mẹ già luôn rồi. Tay mẹ già là phải bự lên. Tay mẹ già. Cơ bản là đây mẹ già gốc ngày xưa nè. Đó, mẹ già đây là mẹ già PvP. Mẹ già PvE thì có cái khác rồi, tên thì đương nhiên là tên thì anh em biết tên rồi đó. À, mình sẽ sống ở đâu vậy? Tại cái map này mình ít chơi nên mình cũng không có rành là mình nên sống ở đâu hết. Là ban đầu thì mình sống ở đâu giờ? Ra mình không biết chơi cái map này.
Rất là ít chơi luôn. Rồi thì sẽ sống ở đảo nhỏ đi, tạm thời mình cứ sống ở đảo nhỏ thì không biết đâu thì mình cứ hồi sinh vòng một, từ từ mình sẽ có kinh nghiệm kinh về cái map này. Ngày xưa chơi rang cũng vậy thôi, không biết rang rốc luôn, ngày xưa cũng ở cái thảo nguyên thôi chứ ở đâu. Rồi không có kinh thì từ từ sẽ có, đến khi không có thì từ từ đến khi chúng ta dậy thì chúng ta sẽ có thôi. Rồi ban đầu vô cứ lao vào làm việc thôi chứ đừng nói gì nhiều hết á. BVB mà là giờ nãy giờ mà ta vô mà cứ múa mang là một hồi là thua tụi NPC, là đừng hỏi tại sao. Đấm cây đấm cối liền, làm cái búa liền, tốc độ lên. Ây trời ơi, à cái quỷ này tăng sức chứa, bởi vì mình chơi ít 10 đang chơi ít 10 này, làm cái búa đây, làm cái búa ngay, tốc độ không anh em ơi, phải tốc độ lên. Tôi quên lâu quá không chơi bề thao tác quân đội đâu hết rồi đó. Ở đây là BVB, như vừa vừa BVB mà vừa NPC là coi như đúng với anh em yêu cầu rồi đúng không? Rồi chơi với mấy này, chơi đã chơi hot local thì mình sẽ không chỉnh gamma. Về đi, đúng chuẩn nha anh em. Anh em coi nó mình khởi đầu. Ở cái đây là cái cách khởi đầu của mình nha, đó làm tốc độ lên. BVB mà phải khẩn trương lên, hôm nay là bây giờ phải săn được liền một con thú. Rồi bắt đầu cộng tốc độ chạy. Ý chà lên. Ít này nó khá là cao. Bây giờ đi tìm một con đô đô. Mình lấy một ít da và một ít thịt còn có thể sinh tồn được. Úi. Thú đâu? À đây. Parasaurus này thì cấp 20, chắc là mình không giết được tại vì tốc độ chạy mình đang khá là thấp. Nhưng mà tại sao chúng ta không nên không thử đánh liều vậy? Liều thì ăn nhiều. Con này nó khá là ngu. Khi là mình đánh nó mà nó cứ hú. Nè nè mày 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 mày. Ây rồi mất cái thương rồi, mất cái giáo rồi. Đó, ok, nó là do nó lỗi 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 mày nha. Lỗi là do nó chạy ngu. Ê, xin lỗi mày. Lỗi gì? Mục đích sinh tồn mà. Hay là do là mục đích gì gì tao là gì ta, bởi vì tao là đây là cái mục đích sinh tồn của tao. Tao không giết mày, lát tụi NPC tới giết tao. À có S cộng mà. Để anh chơi đống lửa thường. Và chơi cái gì nữa đây? Ê, không cần học cái giường S cộng nhưng mà lỡ rồi. Lâu quá không chơi BB nên là mấy cái này thao tác này nó quên hết. Ý Ebola chứ, quên là mình khi mình lấy da là chủ yếu bằng để mình chế Ebola. Cái khởi đầu BBB là ban đầu chúng ta phải, nói chung là BBB, BBE chúng ta cũng phải tìm đồ để sinh tồn trước cái đã. Mình chơi mình phải nhớ cái kiến thức cơ bản anh em. Chơi mà kiểu mà vô mấy server yên trăm á, cao quá server anh up riết á, rồi anh em quên đi cái kiến thức cơ bản. Này là mình chơi những cái server mình ít 10 nhưng mà mình vẫn vẫn nhớ kiến thức cơ bản. Thật ra thì mình không có mod nhiều, đồ mình vẫn tự cài thôi. Có cái X1 khó hơn. Chơi mình nên mình chỉnh X10, anh em đừng có chê nha, đừng có chửi mình nha. Không là anh em sẽ ủng hộ cái series này. Ồ. Ít ra thì mình vẫn có kiến thức cơ bản anh em à. Đừng có ngồi đó nói mình chơi server X10 nhục. Hay là chơi X cao cao gì cho anh đỡ, X thấp quá, không có thời gian chơi đâu. Mod nữa, cày được liên tục. Ui sao đây cái đảo này ít thú như vậy, mình chỉnh mật độ thú X2 rồi mà ta. À nguyên cả cái đảo này chỉ có một con Parasaurus à. Nghĩ mà tiến tiến về cái khúc dưới đây, thoát khỏi hòn đảo là ý kiến sáng suốt của mình. Chúng ta không nên sống ra đây nữa, hay là mình làm chúa đảo ở đây ta. Bây giờ chắc tụi NPC nó đã xây lên nhà rồi á.
Ban đầu mình chắc chưa gặp nó đâu, đi từ từ mình sẽ gặp thôi. Gặp một ít, có được một ít bù nè. Bên kia mình sẽ xây nhà, chọn cái bên kia. Ra bên kia nó gần mấy cái bãi mây thồ hơn anh em à. Và sau này mình sẽ dời đi. Nói chung là ban đầu mình có thể xây nhà gần mấy NPC luôn. Theo như là ARK Wiki nó có để là con này, tụi này thì nó, nói chung là khi mình gây chiến với tụi nó thì tụi nó sẽ, tất mình sẽ mất đi cái điểm uy tín, điểm tín nhiệm á, thì trong tất cả mấy bộ lạc nó sẽ săn lùng mình. Hiện tại nếu mình không gây chiến thì từ từ nếu mình làm tốt á, mình giúp đỡ hay gì tụi nó thì mình có thể tăng được cái độ uy tín, cái sức ảnh hưởng, mình có thể tạo ally đồng minh với nó đó. Nhưng mà mình thì đương nhiên là cái này là mình sẽ tạo thành một cái chiến dịch PVP. Rồi đây. Có sắt rồi kìa. Có dầu luôn kìa. Cái con Stego đó từ từ mình sẽ giết nó. Rồi bây giờ mình cứ giết một con, thêm một con Bara nữa. Rồi thôi xong. Cảy cái thương rồi. Hên quá, còn kịp. Có lấy lại được bô lao không không? Cho nên dùng cái búa này để lấy nhiều nhiều da nha anh em. 10 năm thấy gì được. Mình ít 10 tuổi NPC nó cũng ít 10 thôi. Đợi một hồi là phát triển không lại, tụi nó đông, với lại là cái map này nó bị lỗi. Này nó lỗi là nó ra tụi này quá đông đi. Cấp 16 rồi. Này là đã có đập thêm một ít Berlin. Thát tên phải bơ khởi đầu là vậy đó anh em à. Anh em mà chịu bỏ thời gian xem mấy cái này của mình là biết đâu sau này trình nó sẽ rồ được như mình luôn hay sao. Sao vậy, cái cây, cái bụi cây này gì kỳ vậy? Quá. Thì bởi vì đâu có được bao nhiêu trái cây đâu. Rồi. Thôi xong, mình sẽ dời nhà xuống đây. Sẽ dời nhà xuống đây để mình vứt hết đồ. À, quên lấy thịt thối nữa. Tại mình sẽ tách làm đôi. Lấy nhiều đây thịt thối thôi. Đầu xây cái nhà lên rồi. Còn thì mình bắt bờ te, mình sẽ rời nhà đi chỗ khác. Ở đây xa cái chỗ bắt đại bàn. Cái map này thiệt. Map này là chơi là nó khó khăn. Tại đằng kia, à đằng kia nó ngay cái bãi mê thồ. Kiếm cái bãi mê thồ đó anh em à. Kiếm bãi mê thồ. Trời ơi, để cho tao quay game cái coi mấy con quỷ. Ít ra thì gần bãi mê thồ thì mình sẽ có lợi hơn. Bởi vậy đi xa. Trong map này mình biết mới có một bãi mê thồ ở đây, còn mấy chỗ kia thì không rõ lắm. Ủa? Bãi mê thồ đâu? À đằng kia đi đi tới tí nữa là tới bãi mê thồ. Rồi map này còn phải chưa biết cái vụ mà mấy cái ổ hải ly nằm đâu. Từ từ mình chơi mình sẽ nghiên cứu. Thế thì mình làm cái series này, anh em thích thì coi, không thích thì coi nha. Làm xong, quay xong này mình đi tắm, trời dơ quá rồi. Đây, 70 thổ ở đây. Đây lựa địa điểm này xây nhà đi. Đây có mấy con Pronto mà nó thế nào nó đánh cũng nát nhà vậy. Đây ngay cái đường đi này đi.
Tại NPC mà ban đầu mình đã mình phải lợi dụng nó là sao? Mình phải lợi dụng là lý do là ban đầu nó sẽ không đánh mình. Gặp NPC chứ. Gặp ta. Phải ID mod chưa? ID mod nè. Cần gì nhập ID mod vô tự ra chứ. Khoan để bay một vòng kiểm tra cái anh em à. Thổi luôn đi. Cái xây nhà lên đi. Đấu. Nhà gỗ. Nhà gỗ, nhà rơm gì cũng được. Này đâu này. Ban đầu nó cũng bị đánh mình nhà đá nhà sắt rồi thì còn mới có chuyện thôi. Đặt cái đống lửa ra nè. Làm nãy giờ nướng thịt nè. Đó. Tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ. Cái này thực ra mình ban đầu mình cứ xây cái sàn thôi rồi mình sẽ tìm chỗ sống khác. Thật ra chắc mình nghĩ bê tụi NPC nó sẽ không biết đánh nhà trên cao đâu nhỉ. Mình sẽ xây nhà trên mấy cái cục đá mà map này xây nhà trên cục đá cái cực farm nó cực lòi mồm ra luôn. Có một cái mình nhớ mình sai rồi anh em à. Tại vì đây là server X10 đúng không mà mình chưa chỉnh tăng sức chứa của thú lên. Đó là cái sai lầm của mình, cái sai lầm chí mạng. Đó, rồi. Cái tạm nó cái sàn ra đây chắc là tầm ấy hai là đủ rồi. Mới cần làm tường gì đặt mấy cái bắt đầu chế mấy cái cối, nó kiến thức cơ bản đó anh em. Chế cái cối S cộng. Kiến thức cơ bản là chế cái cối S cộng, giường thì không nên chế giường S cộng. Như vậy thôi. Rồi. Mình tính làm gì nữa ta? À chế thêm cái giường. Rồi ba cái giường là đủ rồi. Bốn cái giường chứ mình đã làm bốn cái giường. Đặt nhanh trước khi mà nó lên tới số 3. Thiệt chứ. Chậm chạp. Thì mình đây nó chế ra cái nữa nè. Ồ. Ôi xong, tôi đã có thịt thối rồi, tôi sắp có narcotic rồi. Đó. Bao nhiêu đây tôi sẽ bắt để dành bắt một con bờ te. Trời ơi, tôi nói chế mấy cái này nó lên cấp nhanh. Học mấy cái tủ nữa. Ấy. Tôi làm sao mất hết mấy kỹ năng S cộng rồi. À ra lại rồi kìa. Ra rồi, ra rồi, nó ra rồi. Mình định ban đầu là mình định cắt hết mấy khúc này á nhưng mình nghĩ là mình chơi thì kiểu mình sẽ chơi cho anh em thấy anh em nào cần coi học hỏi thì coi luôn chứ cắt hết thì nhiều khi anh em có nhiều anh em muốn cắt có nhiều anh em lại không muốn cắt cho nên là thôi mình sẽ không cắt còn anh em nào thích thì coi không thích thì bỏ qua ủa không thích thì coi không thích thì coi nói chứ anh em nào coi nếu là rành game rồi thì không cần coi mấy khúc này cũng được cái này là phần cơ bản thôi không có gì đặc biệt cả. Khi đi farm lên cái nhà và đầu tiên làm những gì nhưng mà nó cũng hơi trái ngược hoàn toàn nếu mà X1 thì nó không như vậy đâu nhưng mà như thấy anh em chơi ARK Mobile thì cũng có X10 server X10 thiếu gì đúng không thì tôi thấy tình người ta có thể tạo ra một cái server mà rồi cái hai cái tủ S cộng là rủ rồi rủ rồi rủ rồi rủ rồi vậy là rủ rồi. Ừ, cái này đặt dưới đất được, đặt trên đây làm gì? Ui, vô duyên, đi ra. Ui, cái đồ cái con thú vô văn quá.
Mày thổ mấy cái nặng nè. Đó. Rồi chế cái lò mây thù. Đây học cái tủ lạnh nè, cái máng ăn nè. Lạnh S cộng, máng ăn S cộng nè. Này tạm thời chưa, mấy kỹ năng này chưa có xài cái gì á, cái thuyền này phải xài nè. Phải xài những cái thứ này nè, học luôn. Sau này lại sót nữa. Đi mua lệnh này chắc mình không xài nhưng mà học luôn. Học luôn. Rồi, không biết là NPC có xuống khu AB của khu này không? À, đây. Nó đây. Chính nó. Thôi xong, tôi đã học được mấy kỹ năng này rồi. Tôi vứt hết đồ đây. Đây, học được nỏ luôn rồi. Thôi xong. Rồi, học tới đây rồi. Tạm thời là đã ổn rồi. Ấy, tăng cấp lên học được cái ấy rồi. Cái liềm, cái liềm, cái liềm. Cái liền, cái liền. Đấy. Rồi. Easy gaming rồi đó. Nãy giờ tôi chưa gặp tụi NPC lại phá. Quên thì nó sẽ không phá mình đâu. Tôi có thể chế được một cái thuyền. Rồi tôi sẽ chế cái thuyền, tôi đem xuống đó, tôi đặt dưới đây. Vậy là tôi đã có rất là nhiều thứ. Chế cái thuyền lên mấy cấp nè? Ít 10 mà. Từ từ tôi sẽ chuyền đường ống nước lên đây. Đó. Ban đầu nếu mà tại mình cần có nhu cầu cần thuyền á, chứ anh em nào mà không cần nhu cầu mà sử dụng thuyền thì cũng không cần chế. Thì chế ra nó tốn kém, nó chỉ làm gì. Server ít thấp mà chế cái thuyền tốn lắm. Farm lại. Ui, cái khu này có cái cây bự bự này nè. Đây. Cái lò là đủ. Đó mình sẽ tung lên, có cái Smithy, có cái nỏ mình đi bắt con ấy liền, cái con Pteranodon liền. Là dễ. Tủ mình đặt đây dưới rồi. Đập thêm một ít mây thồ. Phải khẩn trương lên, nhanh lên để cái tụi NPC nó vẫn cũng làm việc đó thôi. Mình làm không ngừng nghỉ. Em đừng bắt chước mình, vừa vô chiếm bãi mây thồ chúng lại đập gãy họng. Đây là do mình lợi dụng là biết là NPC nó sẽ không tấn công mình ngay lúc này thôi. Rầu. Tôi tới đây. Đây. Trời, có mây thù 5 cái là chế được cái xì mít thi. Tức là tăng tốc độ chạy lên. Tầm này là cần tốc độ chạy nè. Rồi. Cái bàn của S cộng cũng học luôn. Đúng là mình chế cái tên độc. Nên farm thêm một ít trái cây nữa. Chế thêm và cái này. Đó rồi. Bây giờ đi bắt con bờ te. Đang chờ cái bộ này, cái tên này, cái mũi, cái te rồi. Để đoạn này thì không cần mấy con bờ te cấp lớn cũng được. Cho mình chơi X10 đi. Nào bắt cũng nhanh.
Thầm nó đói cái. Ê, cái này không được. Khoan, bắn xỉu, chạy về. Tôi chụp bắt luôn. Thì chúng ta nghèo, chúng ta không nên chơi bất cứ thứ gì. Khi mà không có thì không nên chơi mấy cái thứ này. Hiểu rồi á. Về lấy thức ăn thôi ăn nơi. 60 là đủ từ quần một tí rồi. Vô anh em tham mà bắt mấy con cấp lớn quá rồi chờ tốn thời gian lâu như vậy, khả năng sinh tồn mình không được tốt, trong khi có một con này từ mình làm thêm mở rộng vốn nữa. Không, ban đầu đừng có đầu tư cao quá, đổ sặc máu đi. Đang bắt con raptor lại cạp hay con phun độc lại cạp, lúc đó là ối máu, đó là anh em lỗ vốn đó. Không, cái từ từ làm như mình cầm cục cức này nữa nè, làm như mình là lượm cục cức này. À đúng rồi, xong cái mít thi ấy, chạy về nhà. À, bây giờ bắt Anki kilo thì đây một cặp đây. Ui giờ 145, con này bắt lâu lắm, ít 10 ít chứ. Một cặp thì không nên đụng tới. Em cứ chú ý đó. Đó là một cặp khủng long này, đang cùi bắp thì đừng có đụng. Nào mà mình chào có đi, mình mạnh mẽ, mình như tên như nỏ mình bắn. Đang khổ thì đang nghèo thì đừng nên mộng cao. Cầm xì mít thi, cái sờ mít thi đây rồi. À, tôi chặt gỗ tôi có thể chế được cái sờ mít thi. S cộng luôn, sờ mít thi S cộng. Né ra, còn vô văn quá. Sao đi dậm dậm lên đồ của người ta này. Rồi chế được cái búa rồi anh em. Trời ơi, xém được cái nỏ. Từ từ không sao, cái này nó quan trọng hơn. Nó rẻ mà nó lại quan trọng hơn nữa. 6-8 cặp búa nó vẫn quan trọng hơn. Mà thôi, này, lên cái nỏ trước nè. Xong lát mình quay lên có cái búa sau. Đây là mình lên được cái búa này á, là mình có được sắt rồi, lại đằng kia đập metal nữa. Hôm nay là đây là tất cả những gì kiến thức cơ bản mình sẽ hướng dẫn cho anh em, còn như anh em nào biết thì coi, không biết thì coi. Anh em nào mà không biết vụ trần dần chứ ngồi chữ mình bị khùng bị điên nữa không? Chịu thôi. Thì hai trái cây làm thêm một ít nữa. Bắt ba ra không ta? 25 nè. Bắt một con ba ra để farm trái cây. Thì chúng ta nghèo, chúng ta không nên chơi bất cứ thiếu gì hết. Miễn là làm ăn chân chính là được. Đầu. Thôi xong. Tôi đã bắn hạ nó rồi. À, con bờ te đằng kia. Ui. Một mũi tên thường không đủ để giết được một con ego. Tôi sẽ farm thêm một ít fiber. Farm thêm một ít fiber. Rồi chặt ít thát. Để làm gì? Làm thêm mũi tên và giết Stego lấy thịt đùi. Sau khi có thịt đùi tôi làm gì? Sẽ bắt con Pteranodon. Mà khi mà bắt được Pteranodon tôi lấy gì tôi cưỡi? Tôi sai rồi anh em. Con đường tích lũy cái yên Pteranodon không phải là sung sướng đâu. Thì ban đầu mình không có chi tin. Ở cái map này mình không biết farm chi tin như thế nào. Hay gì island là nãy giờ mình farm được chi tin luôn rồi. Mình vô hang mình farm chi tin rồi. Ui, ui, ui. Ồ, tội ơi, hết hồn. Tao đứng đây ông nội. Ê, thôi. Bỏ tao ơi này, mày thằng này ăn mày láo cá chói ăn tao, kêu ông chung thông đích mày bây giờ. Mày đã coi cái tấm ảnh đó chưa? Thấy ông chung thông đích cái con kia đổ máu đích chết ngắt luôn không? Được rồi, mày sẽ là cái món ăn tối đêm nay. Láo cá chó chạy liền. Đợi liền đó không? Dám à. Láo cá chó với anh mày.
Đó chứ một con heo cũng khá là bổ. Thịt heo cũng khá là bổ. Thì bây giờ chặt cái con heo này được nhiều thịt lắm á. Tuy là nó hơi trâu máu tí. À mình có cái búa chưa? Chưa thì chặt bằng cái này luôn đi. Này nó vẫn ngon hơn cái búa cái búa đá kia. Đủ làm búa đá rồi, búa cái rìu á. Còn con bờ te anh em cứ đừng lo gì hết, mình cứ để đó, nó lát là nó đói rồi mình cho nó ăn luôn. Chẳng hạn như lúc này nó đã đói rồi. X10 thì cho ăn, tầm này cho ăn là vừa. Ăn chừng vài cục thịt à. Rồi, đủ bộ combo chiến đấu rồi đó. Thiếu, hơi thiếu thát nhỉ. Nhầm rồi. Rồi. Sau đó tôi sẽ lại con bờ te. Cái con Stego này nè. Một hồi là tôi bắn nó cho anh em coi. Bắn nó cho quý vị coi. Báo với tôi. Không biết ARK bao giờ có hỗ trợ ray tracing. ARK có hỗ trợ ray tracing chắc tôi chuyện tôi mua cái cạc RTX sử dụng. Đây đâu rồi? Cái ăn hai phát là đủ rồi chưa? Ôi, anh em thấy tôi đón như thần không? Rồi đi theo anh về nhà, nhưng mà giờ không có đồ làm yên cưỡi nữa, phải cần giết nhiều con Stego với lại hoặc là con ba sừng hay là Anki lên làm yên cưỡi nữa. Khúc này không gặp NPC hay là không biết nó có cái lỗi gì không đây à, không ra NPC thì khổ lắm á. Đây bay nữa bộ lắm. Hình như nãy tôi bắn xỉu Parasaurus đó đi, cho nó ăn trái đen rồi. Tốc độ cho anh em ít 10 có khác. Rồi làm học cái yên bara nè. Nói chung mình tăng điểm thì tùy theo anh em thích tăng chỗ nào thì tăng, chứ đừng có ấy u cho quá test luôn à, tưởng nó học được chứ. Ra xe tùy theo tình huống tăng điểm chứ không phải là tăng được tăng theo khuôn mẫu của mình. Tôi thấy anh em thiếu sức chứa thì tăng tốc độ chạy vẫn ưu tiên cho PvP. Para da và gỗ rồi em mod là hư người. Tầm ban đêm này thì mình không thấy đường cho nên mình sẽ đi farm trái cây. Không biết anh em thích chơi kiểu này không, chơi kiểu mà mình chơi kiểu mà thổ dân nữa không, cầm đuốc đi nè, rồi cầm cầm đuốc đi đi vòng vòng nè, rồi không có gamma. Đây là con Bara này farm khá là cùi nhưng mà vẫn ổn, vẫn ổn hơn là mình đi farm tay. Ôi toàn là mấy cái tảng thịt khổng lồ không à. Ê chào anh Dượng. Rồi, anh Dượng đẹp trai ấy, xuống đây chặt đập mây thồ. Có này 500 sức chứa thì đập mây thồ. Cái tầm mà có con thú để chở thì mình khỏi lo. Ô mà mình đang chơi cái series này mình đưa mod S cộng giờ không biết có bị hư không? Hư người quá không? Nhiều khi anh em coi cái ngồi học hỏi mà thấy toàn xài mod không, anh em lại không học được gì cả.
Đó. Xong chuyến này là về được rồi. Đủ xài á. Đủ metal để xài trong vòng 300 năm. Đá luôn. Nên là metal mình chơi mod này nên được giảm sức giảm metal. Trời ơi nó chạy không nổi kìa. Chắc bộ nó về. Màu đói đó chứ. Chỉnh 0.8 có khác biệt gì đâu. Qua đây nè. Không biết giờ tụi NPC nó như thế nào rồi ta. Có nên mình có nên đi nhiều chuyện đi tìm tụi NPC không? Mình nghĩ là đi tới bên kia là gặp NPC à. Rồi. À, để bỏ mây thù vô. Rồi. Đây. Tải mod cho nó nhanh. Rồi mình sẽ đi mình chỉnh lệnh bay tí nha anh em. Ăn gian tí anh em coi như đừng có biết gì hết nha. Anh em đừng có thấy gì hết, anh em không thấy gì nha, mình chỉnh lệnh đi tìm con NPC thôi, mình quay về chứ mình không chỉnh lệnh đâu. Hay là coi như là anh em đừng có thấy gì hết á. Anh em không thấy gì rồi nha. Cứ nghĩ là bị mù mắt nha. Mình chỉ chủ yếu là đi tìm coi là có ra NPC không. Thường là lúc nãy mình test mình đi tới đây là gặp NPC rồi. Cái lúc này bây giờ mình không gặp NPC nữa nhé. Cha đừng nói bị lỗi nha. Gặp NPC nè. Thử coi cái này nó là lỗi quá à. Ra NPC rồi à, cái cảnh báo trước là cái mod cái map này nó bị lỗi NPC ra quá nhiều còn giờ điện không ra. Gặp luôn kìa. Cái này mình sẽ chuyển lên đủ đồ, mình sẽ chuyển lên mấy cục đá vậy nè. Ôi, lỗi rồi. Đầu mình test là có NPC. Giờ nó lại không ra kìa. Giật như vậy mà không có NPC luôn. Đầu vô, đâu kỳ kỳ rồi. Ráng đi tề phía trước nữa coi. Nếu không có thì tập sau mình sẽ làm lại. Coi như là cái tập này như là một cái video hướng dẫn khởi đầu cho anh em đi. Hướng dẫn khởi đầu. Ơi xui quá là xui luôn. Không ra NPC. Lần sau mình sẽ test kỹ lên lại. Để test kỹ là khi mà nào mà nó ra NPC mình sẽ bắt đầu chơi. Nó không ra rồi. Phải lời. Này coi. Lỗi rồi, lúc nãy có NPC hai lần mình test luôn là đều có NPC, lần này cái lại không có. Vui vãi chưởng. Tại do mình gấp quá anh em, tại ban đầu mình sợ mình khởi đầu thua NPC á, cho nên là mình làm nhanh quá. Không có đi kiểm tra luôn, mình vô là mình làm tốc độ. Đi kiểm tra vòng vòng coi là mod đã có NPC chưa. Bây giờ đi kiểm tra thì lại là không có NPC.
Rồi coi như là cái phần này nó thất bại một tí là không có NPC là cũng lỗi anh em ha. Coi như đây là cái video mà hướng dẫn cách khởi đầu đi. Rồi mình sẽ kết thôi tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Chắc chắn là bị chửi rồi đúng không? Và cái đóng góp của các bạn là gì? Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.